Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra buổi lễ công bố và ký kết các sự kiện văn hóa và âm nhạc năm 2023 cùng chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soundfest 2023. Cụ thể, tối ngày 2 tháng 5 năm 2023, lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soundfest 2023 sẽ được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình hòa nhạc có quy mô lớn được tổ chức ở sân khấu ngoài trời, dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 người xem trực tiếp. Khán giả sẽ được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc mang đẳng cấp quốc tế với sự góp mặt của dàn nhạc Bucharest Symphony, dàn nhạc giao hưởng đến từ Romania, châu Âu. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh và các gương mặt đình đám trong làng nhạc Việt như Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Đà Lạt, nhóm Chilis, nghệ sĩ solo Đinh Hoài Xuân, nghệ sĩ múa Linh Nga, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc bùng nổ. Sự kiện do công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen, Hoa Sen Concert, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức, được tài trợ bởi hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen, công ty truyền thông Bi là đơn vị thực hiện, với mong muốn góp phần đẩy mạnh du lịch cho thành phố ngàn hoa đến người dân Việt Nam và cả bạn bè quốc tế.